Rồi, xin chào lại các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ đến một diện là thể hiện tin tức ra bên thì sẽ xem được nội dung của nó. Lần trước thì mình xem mình coi được cái menu thôi chứ menu thì trả lời gì cả, mình chưa lấy được vô cho nó mà. Hôm nay mình sẽ làm một chuyện là mình thể hiện được tức nằm ở đây và lít vô thằng này thì nó sẽ xem được tin tức thuộc thằng đó. Đó. Ok, rồi giờ đến bài khác chúng ta. Ok, giờ mình sẽ phải là đưa ra tin tức cho nó, sẽ vô model tập file mới phải tin model .php. Trong đây thì mình sẽ mở một quy ra lúc last tin model dịch tên database public function get get cái gì là cái tin tức của nó thôi mà. Select sao form tin where trạng thái là một là phi được gì khác nhau một gì chẳng hạn, hay là bài hay là cái lúc mà admin ta cũng ẩn nó đi á, ta cho là một. Không, khi nào tao nó ấn người ta cho là hai, khi nào cũng hiện ra cho nó một thôi chứ không có gì cả. Query query mình qua bên controller của nó nè, thay nhìn như ở đây á thì chỉ có function này hiểu được thằng này thôi, mấy cái thì không hiểu phải khai báo lại. Như vậy thì nó dài dòng quá, sẽ tạo một function khác cho nó, function contract để chứa thằng đó, sẽ đem này lên và tạo một biến tạm cho nó public loại tin model. Tiếp theo là thằng tin model mình cũng phải khai báo luôn, tin model và public tin model. Rồi trên chỗ sẽ hiện tin tức phải không, là tin đi cho đến list tin model và function get của nó. Thì mình sẽ trả về nè, là cái lock những phần mình không cần thì mình tẩy nó đi ha. Đưa đi luôn, sẽ tạo ra hai cái clip mới, mà một clip một clip thôi là con RG6 là một hàng. Mình sẽ hiện ra một hàng sẽ hiện được hai tin tức, ok lên đây và tin tức mình sẽ hiện trong một cái cạc. Mình lên nút chắc mình sẽ copy một có nói nha cho nó nhanh. Mình sẽ thấy lựa một cái nào nó phù hợp với cái của mình mà mình muốn thôi, mình thích thích cái nào mình lấy cái đó đây. Mình sẽ lấy này, có hình ảnh một bên và tiêu đề một bên đây. Thằng này cho đẩy nó vô con chùa nó không ăn mọi người. Chục này xài xong chắc nhỏ mắt coi cơ tim chết quá.
Ok, nó ở đây. Rồi. Hai anh đây làm gì? Để xíu giải hết sau. Là cứ click vào, giờ giải hết luôn đi. Khi nó click click vào đây thì nó sẽ xem được cái đường link bằng cái nội dung nó. Ha. Chứ không có gì đâu. Rồi, như vậy đi. Load là trang nè. Có nè. Bây giờ lấy cái từ cơ sở liệu ra. Mở VP ra đây. Why? Mình đóng BHP của nó lại. Đưa vào thằng này. Mình sẽ cho nó ra nha. Là public nè, thư mục của mình là public nè. Ai may và mở BFP ra để lấy hình ảnh của nó từ trong cơ sở liệu. Mình phải cho đúng cái bảng nha, đúng đúng cột nha, không là, nó lỗi rồi, không biết đường đâu mà mò nữa. Sao có tụi mình không chạy là hiểu rồi ha. Đây coi là cơ sở liệu. Rồi. Như vậy đi. Mình sẽ reload lại trang. Và nó có hai tin nằm ở đây. Ok, nhưng mình thấy là kỳ nó sai 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 á, không ổn á. Mấy cái càng là liên quan đến này ta, mình sẽ so sánh lại nha. Để coi kỹ, để coi nó có sai sai không vậy. Ở cái hình ảnh này nó nhỏ quá. Mình xem nè, 4 nè. Rồi hiểu luôn. Này nè, cái nằm trong đây được. Ok, đẹp vậy đó, đẹp vậy đó. Giờ hiện được tin tức rồi nè. Giờ mà phải việc đó là mình leak cho thằng này nó chuyển trang mới và chỉ hiện tin tức của thằng đó thôi. Bây giờ mình sẽ tạo một cái file mới. Nó là file item đi. Chấm bb. Mình sẽ copy này qua là nó giống. Đưa qua đây. Và click vào thằng đó vô, mình sẽ đây là đường dẫn nè. Đường dẫn này xem mình sẽ làm việc nó xong. Tạo function khác. Không, tạo một model khác chứ. Model load ID của thằng đó. Giờ là public function tin loại tin đi, loại tin theo ID của nó. Câu chỉ dẫn mình là sao select nè, sao nè form tin where. Nghe gì? Nghe loại tin. Loại tin bằng ID and trạng thái 1. Rồi mình return này ra. Thế là xong. Tiếp theo là về cái cần cho lớp của nó, sẽ tạo một function mới luôn. Return lấy cái ID của nó nha và trả về cái view của nó luôn. View là view item và tin tin model
lấy cái này nha. Thay vì hàng ghét, hàng mãi ghét một thằng này. ID của nó. Ok. Mình sẽ xóa này đi nè, để xem hiện lỗi gì nè. Nếu bạn xem tự khắc phục lỗi. Bây giờ mình sẽ về cái trang lock của nó. Ở trang header, phần header chứ. Phần header. Đây nè, đây có loại tin nè. Đường dẫn nè. Đường dẫn là sẽ dẫn như sau. Home sạc cái function mình mới tạo nè, đó là loại tin. Mở VPN ra để lấy cái ID của nó. Nghe cho đô la loại tin rồi cái ID của nó. Thì nó lại trang. Mình xem nha nè. Đường dẫn nằm ở dưới bên đây nè, ở bên phần bên trái màn hình và ở dưới bên trái á. Click vào nè. Ok, hiện tin của thằng đó thôi nha. Còn thằng này lỗi là sao? Nó không hiểu được cái undefined index loại tin. Nó không hiểu biến loại tin là gì. Thì đơn giản thôi, nó làm gì có thằng trên đây không, mình sẽ copy xuống. Nó không hiểu cái controller này là gì. Đó. Không biết này là gì thôi, mình copy xuống là sẽ hết lỗi thôi, không có gì cả nha. Ok. Đi chỗ nào? Đó, chuyển liền. Đúng chưa? Đúng rồi chứ. Bây giờ là một chuyện đơn giản hơn nữa, đó là mình sẽ cho nó hiện lên tin tức luôn. Là phần nội dung của nó. Phần nội dung nó khi mình click vào thằng này á, nó sẽ reload cái nội dung ở đây. Trên đây. Thằng nội dung nó sẽ không có tin tức nào cho nha. Thì mình sẽ làm thế nào tạo một view mới cho nó. View home, trong đó mình sẽ tạo một view content đi. Đó là content.php. Cái này sẽ hiện nội dung. Đơn giản thôi, mình sẽ copy thằng này lại luôn mình thì nó giống như này thôi. Chứ chả khác gì cả. Nó khác một số phần là không có phần trên đây đâu. Để sẽ mình sửa trên đây nha. Trên đây thì mình chưa chưa sửa, mình chưa đụng với nó. Sau này sẽ đụng. Giờ mình sẽ cho hiện cái view này trước đi. Cái view này mình sẽ xóa một số thứ. Để giữ nguyên, mình sẽ hiện view nó trước. Mình sẽ tạo một function public. Function nó là content. Khi người ta theo đi đây mình chưa cần đó, mình sẽ hiện view của nó trước mà, mình sẽ cho này view trước. Ok nè, ở đây mình sẽ hay gì đó, mình item sẽ là content. Ok, và mở content lên nó sẽ bị lỗi liền. Bây giờ là gì mình cũng thì nó lỗi là nó không hiểu cái biến ID trên đây là gì. Đó. Nên là có ID mà nó hiểu. Đây nè. Tắt này luôn đi. Cũng không hiểu đâu. Này không hiểu nữa chứ. Ok, cái đèn hiện view dưới này. Thường người ta lít cơ. Một đây nha, thì tin tức. Hiện nội dung không sẽ không có hàng này. Hàng này thì nó như thường quá, thường thường sẽ trang trang cũng có thôi. Con này nó không không cần thiết, mình sẽ xóa ở đây nha. Đây là phần khách header nè, overlay nè, mình tiện nó đi về đây xa lắm luôn, không tiện một phần thôi, phần này đâu, phần content này không cần tới nè, mình đưa đi, mình gửi lại trang, nó sẽ mất tiêu không? Nội dung nó cần hiện ra tại background nó màu trắng đó, mình sẽ sửa background thôi. Ở đây nè, mình cho nét lên, tìm cái nắp bao nó. Ở đây nè, thay vì mình sẽ làm như vậy, mình sẽ làm thế này. Mình xem biết đâu color nó bằng khi không nhận để coi kiểm tra lại bằng không nè. Nó màu gì, lấy luôn cái màu này nha, tèo này nó phù hợp chứ lấy màu bậy bạ là xong luôn ấy. Đây nè, background nè, chỉ không khác. Home sạc content. Ok nha, background này nè.
Ok chưa? Ok. Bây giờ container nằm đây. Thử tắt này đi nha. Vậy, ok. Thì nội dung sẽ hiện ra đây chứ không hiện cả chưa. Rồi ok, mình tắt này đi. Mình về mua đồ nó. Mình tìm tin. Tin thì nó sẽ có ID khác nhau, đúng không? Bây giờ mình sẽ nó tin thôi, không có gì đâu. Bây giờ mình sẽ tạo function mới, public function content cái ID SQL select. Nếu mà này có câu select thôi chứ không gì khó cả. Thông tin nè, where ID thôi. Return nó ra. Copy cho nhanh. Đây là giống nhau mà, nhất là chỉ cho mệt. Và về mà về đây. Đây nè. Sẽ cho nó một cái biến. Là biến gì? Biến content đi. Ở đến đâu? Date tin model và chọn đến content rồi ID. Đây cũng có cái ID luôn. ID lấy get, lấy get của nó xuống. Mình sẽ về cái block của nó. Ở đây nè. Đường dẫn là gì? Là home set content. Và mở biết bi ra để lấy cái ID thôi. Get cho đây là tin. Lấy ID nó xuống. Ở đây cũng tương tự như vậy, mình sẽ copy phần này lại luôn. Đó là phần href đây nè. Đây, mình load lại trang ở phần, phần home thôi. Đây nè. Click vào nè. Nó không hiểu in define date. Cái gì vậy? Biến tên. Mình cái này xuống. Sao trống lỏng vậy? Đi coi coi. À. À sao sao? Đây à, mình chưa load load tên nữa. Ở đây mình sẽ đâu ta biến này là biến tin không tin hiện content. Bây giờ mình sẽ xóa cái file này đi. Đấy. Biến tin hình như nó trùng rồi đó, không được nữa. Content chứ, content thì về đây là content. Sẽ xóa phần trong đây đi nha, trong đây là xóa bớt này đi nè, xóa đi luôn, tiện đi bớt. Div class con là giờ 12 in full full màn hình luôn. Đầu tiên mình sẽ cho là thẻ H5 đi. BFB để cho đô la cần cái là tin là title. Như là thẻ bi đơn giản thôi, để cho đô la tin. Và đây là gì? Đây là nội dung. Nó sẽ ghi lắp lại trang nè. Ok có nè. Ở đây không cần ảnh thì hình ảnh nó không có thì nó không nó lắp được thôi. Chứ chả có gì cả. Giờ nó mới đè lên đây nè, mình sẽ cho nó xuống. Đây. Chầm đi. Ok. Phần này mình sẽ vào bên trong xem CSS của mình sửa nha. Min đây nè. Lấy xem này. Đây. Thì nó mới sẽ 100. Mà sao mình biết là nằm ở đây á. Dạng thì nó để đây nè. Clean block min.css. Rồi, xong. Đơn giản là vậy thôi. Xem tin tức nè. Đó. Rồi, chưa đường dẫn, ở đây chưa đường dẫn. Có đường dẫn nè.
Ở phần này chưa đường dẫn ở đâu, ở phần item chưa đường dẫn là home sạc content nhấc bi mở ra cho nó và đâu để cho đô la tinh xe đi nó mình sẽ copy lên anh này lại là mình băng xuống đây. Ok là giờ ở đâu hiện tin tức rồi đó. Ok nhé, ấm nè, có nè, ấm nè, có luôn nè, đứt vô hiện tin tức liền. Ok nha các bạn. Rồi phần này mình nói tới đây thôi nha. Các bạn xem chắc cũng làm được mà. Giờ mình sẽ giải thích từ từ nha. Làm sao để hiện được tin tức và làm sao để hiện được lỗi tin của nó trong phần tin tức. Giờ là lỗi tin đi. Đầu tiên bạn có model của nó. Mình con chỉ dẫn thôi. Hiện tin tức thuộc lỗi tin. Thì mình sẽ select form tin của nó và điều kiện là lỗi tin. Nó nằm ở đây. Lỗi tin này nó thuộc nó là khóa khóa ngoại của thằng này. Đúng chưa? Trạng thái thì không nón được và mình return nó ra thôi. Ở về cái trang về trang home về cạnh trên lớn của mình đó ở phần lỗi tin nè này thấy không, mình sẽ lấy cái ID của nó, ID nó lấy từ biến get trên đây nè, khi click vào đây click này ID này đó, mình lấy nó là từ thằng tin thằng lỗi lỗi tin lúc lúc trước đây mình đã làm rồi nè thấy không, không từ lỗi lỗi tin nè, khi mà lấy được lỗi tin chắc chắn mình sẽ được ID của nó thì mình sẽ dùng controller nó và chọn đến cái function và cái ID của nó ở đây, click vào đường dẫn này nó sẽ là đường dẫn này nè, không sạc lỗi tin và ID của nó thì nó sẽ lấy được thằng này, thấy không? Còn phần item của mình nó sẽ select thằng nào là thằng tin này thuộc loại loại tin đúng chưa, thằng tin này thuộc loại 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 tin lấy từ biến get ID của nó trên đây, đơn giản vậy thôi. Cho các bạn xem này, xem mình làm mình xem mới biết được đúng chưa, không lẽ buộc mình làm lại cho các bạn xem sao. Nè đầu tiên mình sẽ làm gì là cái bước mình làm nè, tạo view cho nó xong đúng không, vào tin vào là vào mô độ nó bạn dùng câu chỉ dẫn bạn muốn thể hiện tin của thằng nào á, tin của nào mà thuộc loại thuộc tin tin tức mà thuộc loại loại tin á thì bạn điều kiện của nó thôi, và về controller mình đưa nó ra, trước khi đưa ra mình sẽ phải khai báo cái mô độ đó nha, là em hàng trên đây đây đó. Còn cái biến này đặt sau cũng được, nhưng về đây bạn trả lại phải đưa đúng cái biến nữa nha, chứ bạn đặt một đường mình lào mẻo là không được đâu nha, nó không hiểu biến nữa đó là lỗi. Còn về mà cái việc mà bạn load sang trang khác á, mà nó bị lỗi undefined net á, thì bạn xem nó không hiểu biến gì, bạn mở controller lên bạn xem là được. Giờ mình sẽ làm một thái nó bị lỗi nè, đơn giản về trang này là trang lỗi tin không, mình sẽ xóa này đi nè, nó sẽ không hiểu chắc luôn, lỗi ngay đúng chưa, nó mới lỗi undefined index lỗi tin, nó không hiểu biến lỗi tin là gì, mình load lại nè là biến này nè không hiểu, nó đơn giản như vậy thôi. Còn phần sửa CSS và phần HTML của nó thì các bạn phải biết nha, tại vì này là kiến thức cơ bản về HTML và CSS rồi nên mình cũng không không nói thêm được nữa. Tương tự hàng 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 trên đây lên trên đây mình sẽ làm hàng trên đây mình làm giống như đây thôi, cái khác nó chỉ khác là hàng này xem tin tức xem nội dung thôi, hàng này là nó xem cái tin thuộc, thuộc nó thôi đúng không. Còn bạn có thắc mắc gì để comment bên dưới mình sẽ giải đáp thắc mắc, có thể mình sẽ sửa cho bạn luôn cũng được, nếu mình có thời gian mình sẽ sửa cho bạn, mở ra mình thời gian nhiều lắm,
Nếu mình trả lời được thì có thể mình đang có thời gian đấy. Và tạm biệt các bạn nha. Nếu mà thắc mắc thì để lại bình luận ở bên dưới, để lại một like, một comment và một sub ủng hộ mình nha. Tạm biệt.